Các bác nhà em là Duy, chuyên bán trường kỷ ở xã Nhân Khang. Thì đây là cái câu cửa miệng của em. Em nói để em giới thiệu em là ai và em làm gì nha các bác. Thì bây giờ là 3 giờ chiều rồi. Em view cái bộ trường kỷ siêu VIP làm kỹ là gỗ gụ Lào nha các bác. Đấy, cái bộ trường kỷ này thì nó có 4 món. 2 ghế, 1 bàn và 1 cái đôn kẹp. Cái bàn đôn kẹp này nó như này. Nó có cái lỗ chống tròn để cái bình thủy hoặc cái phích đấy các bác ạ. Thì cái thông tin nó như thế này, nó dài là 2m32cm nha các bác. Mặt ghế sử dụng của nó là 52cm các bác. Yếm ván đục lòng chảo bong kênh, hạt cườm, tùng, cúc, trúc mai và sen nha các bác. 1,7 triệu/1 phân. Từng chi tiết, từng đường nét. 2 phân là người thợ lành nghề làm một cách rất là tinh xảo các bạn. Chân của nó 13 chỉ nha các bạn. Chân 13 chỉ. Yếm của nó là rơi ngậm thỏ các bạn ạ. Tay cuốn là đục xoắn ốc, có thêm họa tiết ở tay cuốn nha các bạn. Đây là cái cành mai. Bên này là cành tùng, cây tùng. Thì cái tay cuốn của nó, ui dồi các bạn ơi. Tay cuốn của nó thì vĩ đại luôn. Tay cuốn của nó là 2 thanh niên mới bề được nguyên cái tay cuốn. Chiều dày của nó này, chiều dày tay cuốn là 12cm, chiều ngang của nó là 17cm. Chỉ nổi các bạn, cái chỉ nổi này nó nằm trong cái độ dày của tay cuốn luôn. Tay cuốn bo tròn. Đấy các bạn, cái bàn của nó thì ngang 61cm, dài 1m37. Đây cái đôn nhỏ cũng vậy, ngang 61cm, dài 41cm. Đấy các bác ơi. Mặt trường này để họ đi quay vòng còn. Ở bên kia thì chúng em đang có khách nói chuyện thôi. Mấy anh em cùng làng cả. Đang bàn chuyện về gỗ. Đấy, thì em đi tiếp miêu tả về cái này. Thì ở phía sau của nó các bạn đục trơn hạt cườm hình bầu dục có lá nho nha các bác. Thang đố của nó dày chắc chắn. Từng cái chỉ đấu vuông góc với nhau như vậy đấy các bác. Đây là cái bảng. Đấy, cái yếm bàn này. Cái họa tiết rất là đẹp các bạn. Cái mặt ghế, mặt bàn dưới nó cũng thể không chắp nha các bác. Bộ này thì không có rác đâu, hoàn toàn gỗ nạc luôn. Thì cái bộ này em bán tại cửa hàng là dưới 45 triệu nha các bác. Dưới 46 triệu. Chỉ bằng một nửa con xe SH các bạn ạ. Xe thì đi 5 năm, 10 năm là nó cũng hư, nó tại ví dụ con SH đi nhiều thì nó cũng hư, tiền tiêu nhiều cũng hết, ăn mãi rồi cũng hết. Nhưng mà ghế trường kỷ ngồi nó không lỗi thời nha các bác, không lỗi thời, càng để lâu càng có giá các bác ạ. Các bác rất đẹp. Đấy, với cái giá như vậy thì em muốn bán được hàng nên em nói giá gốc luôn, em không nói giá cao hay nói láo các bạn. Hàng thật, việc thật. Cái bộ này thì em mới lót một nước sơn BU, chưa làm nguội nha các bác. Để mà hoàn thiện nữa thì cần 2 bước nữa, 2 nước BU trà nhám nữa thì nó sẽ sắc nét. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Các bác. Có nhiều sức khỏe để duy trì cuộc sống rồi lo cho gia đình nhà mình.